Có rói. Ở đây có cái combini rồi, bây giờ mình vào mình mua mồi cho người đấy nhá, tức là mua đồ ăn trưa các bạn ạ. Bởi vì đồ ăn trưa mình không có chuẩn bị cơm hộp mang đi, thì mình vào đây mình mua cho nó tiện. Ở đây là cái combini ở bên Nhật Bản rất là tiện lợi các bạn, rất là hay. Đồ ăn các cái rất là sẵn luôn, chỉ tội hơi mắc một tí tị tì thôi. Không sao cả. Đây là vào mua rồi là đi vệ sinh cái rồi là ta đi tập công, cũng gần tới nơi rồi các bạn ạ. Có 2 năm cơm trắng các bạn nhé. Ok. Ăn cái này ăn ngon hơn các bạn. Nó có tí cá. Itadakimasu. Ở bên Nhật này cái gì phần 99% là đều có hóa đơn các bạn ạ, nên là không thể trốn thuế được, nên là thu thuế rất là tốt. Do đó là cái đường xá giao thông nó lại tốt các bạn, mọi thứ nó được phúc lợi, tức là cái thuế nó thu tốt nên là mọi thứ. Thôi mình mua mồi cho người xong rồi, ta nên được. Việc của chính trị ta kệ đâu ạ, giờ ta đi câu đã. Được các bạn ạ, bây giờ anh các bạn cùng với mình để chuẩn bị dụng cụ để đi câu cá các bạn nhé. Dụng cụ câu cá thì nó cũng đơn giản thôi, có cái cần với cái lưỡi thôi các bạn, với đi mồi rồi ra cái chỗ câu cá. Các bạn xem xung quanh cũng tạm tạm vậy. Ở chỗ này vị trí đẹp, nó không được đẹp lắm, nó thật sự là nó không được nét căng như ngày xưa. Hôm qua trời mưa nên là nước hơi lớn. Mình để xe đây các bạn nhé. Đây là đồ nghề của mình á, mang đi gồm có những cái này các bạn nhá. Còn cái áo đi có lạnh thì mặc. Kìa có ông cần thủ ở xa xa kìa các bạn nhìn thấy không? Ông ấy câu sớm ghê. Ông ấy là câu nure các bạn.
Rồi, chui qua cái khe này. Để các bạn cùng với mình. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình cùng với các bạn đi câu cá tiếp tục ở vùng quê ở Kyoto các bạn, ở Nhật Bản. Hôm nay các bạn cùng với mình xem mình câu tiếp tục cá diếc hoặc cá trác các bạn nhé. Hôm nay mục tiêu của mình câu được 10 con cá diếc to bằng bàn tay này các bạn nhé. Cùng đi mình xem hôm nay mình câu như nào các bạn nhé. Mình chuẩn bị đồ nghề các bạn nhé. Trước hết khi mà mình đến đây á thì mình phải chuẩn bị cái đài mồi đã các bạn. Mình mua cái cám này ở trong cửa hàng câu các bạn. Chỗ này là 400 yên một bịch này các bạn. Thì mỗi lần câu mình bỏ một tít để gọi cá đến ấy, tức là gọi đài mồi. Mình cắt cái chai nhỏ nhỏ, chai uống nước 500ml ra mình cho vào đây. Lên các bác, ha ha ha, rất là to các bạn ạ. Con đầu tiên, ui chết rồi, ôi 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 các bạn nữa, to chưa? À, 25cm. Bây giờ mình bỏ vào giỏ. Các bạn nhá. Đi. Một chú đầu tiên. Ui giời. Đây các bạn nhá. Đấy. Đẹp. Rất đẹp, rất đẹp, cái đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Đẹp 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 đẹp. Khó nhất là cái đoạn này này. Đấy. Khó nhất là cái đoạn đưa vào trong. Úi giời, to chưa? Đẹp. Giữa cụ, giữa cụ, giữa cụ, giữa cụ. À. Giữa cụ các bạn ạ. Các bạn cả xem để em cân con này lên nhá. Em cân con này lên. Em có cái cân các bạn ạ.
cần các bác xem nha. Em trò từ bóng nha. Không cần thì các bác nha. Các bác nha. Đấy. Các bác xem. 3 nặng, 4 nặng, 4 nặng một con cá các bác ạ. Đó, 4 nặng con cá riếc. Đó, bây giờ em mà bỏ là không để nó chết mất. Đấy. Bỏ ở đây các bác nhá. Đây là thành quả của ngày hôm nay các bạn nhé. Mình được 5 chú cá. Bây giờ mình cân nó lên thì được bằng nào các bạn nhé. Hôm nay là ngày trời nó lạnh lạnh nha, cá nó cắn đi, rùa nó phá mồi quá. Bây giờ mình sẽ cân thử lên xem các bạn nhá. Được cân rưỡi cá các bạn ạ. Thực ra hôm nay là trời lạnh quá, mình cũng không muốn ăn cá này. Hôm nay lạnh quá mình ngại làm, nên là mình thả ra các bạn nhá. Thả ra mình đi về. Bây giờ mình thả ra các bạn nhá. Toàn cá to các bạn ạ. Mình dọn đồ về các bạn nhé. Buổi câu hôm nay của mình hôm nay đến đây hết rồi. Mình xin chào các bạn nhé. Các bạn ủng hộ video của mình, hãy cho mình một đăng ký, một lượt like, chia sẻ để mình có động lực đi làm các video tiếp theo ở Nhật Bản các bạn nhé. Bye bye.